Quý vị thân mến, hiện tại hôm nay thì Puta đang có mặt tại chợ Bến Thành quý vị ơi. Ở phía trước mặt Puta đây là cổng số 7. Hôm nay Puta đến đây để chia sẻ đến với toàn thể quý vị một món ăn mà rất là nổi tiếng, rất là ngon và rất là rẻ quý vị. Đó chính là bánh bột lọc Huế, bánh bèo Huế quý vị. Puta, trước đây Puta cũng đã từng chia sẻ một lần rồi, bây giờ chia sẻ lại quý vị. Cũng lâu lắm rồi Puta mới có dịp vào lại chợ Bến Thành. Quá đông quá quý vị ạ. Đông quá quý vị. Ở đây thì không có bàn nha quý vị, chủ yếu là ghế thôi. Thì nếu mà quý vị nào mà có từng theo dõi Puta thì cũng biết rồi, cách đây không lâu Puta cũng đã từng chia sẻ ở trên kênh Puta rồi. Thì hôm nay Puta quay để chia sẻ trên kênh Vina TV quý vị. Khách đang ngồi rất là đông, khách nước ngoài cũng dùng quý vị. Nước ngoài khách Việt gì cũng có. Ở đây thì 20.000 một dĩa nha quý vị, cũng rất là lâu rồi, cái giá này là lâu lắm rồi quý vị. Mình vào đây được không? Ở đây còn mấy cái ghế trống mình đứng mình chờ. Không ăn cái đó hay sao ạ? Dĩa lên cho con một dĩa gì? Puta không biết sao những gì ở trên đây không bán quý vị, hình như là để trưng thôi, còn bán là phải làm. Anh coi lẻ không em? Kiếm anh cái này nhát hết tiền lẻ luôn á, thấy không? Em đưa tờ hai, em bữa ăn dĩa đưa tờ 200 thôi, tờ 200.000 em. Đây mình thấy. Mình thấy có rất nhiều người bán 100.000, 20 có đúng không? Một cái đây rồi. Đây quý vị, một dĩa như vậy là gì, một dĩa như vậy là 20 rồi chị. Tại vì mình sợ quý vị, mình sợ lỡ có thêm trà thêm cái gì đó, tại vì cũng lâu rồi mình không ăn, mình sợ thêm gì lên tiền. Nhưng mà vẫn còn giá 20, rất là nhiều nè. Ở đây có một cái trà nè. Nó là bánh bèo thôi nhưng mà thực ra là trong bánh bèo có rất là nhiều thứ nha quý vị. Có bánh lọc, có trà, rồi có bánh ít. Thì ở đây thì cái nhỏ nhỏ thôi. Khách rất là đông. Dạ. Tại có sợ thêm cái gì á, thêm tiền á. Dạ dạ. Mời quý vị nha, cái nước nó rất là ngon. Cái này là bánh mì á, bánh mì làm tóp mỡ, nó giòn giòn. Ở trên đây thì có ngò, rất là thơm. Có một quán ổn là còn 50.000 một bịch, còn đúng nửa ký lâu còn đúng một bịch thôi. Kiều hóa cây, còn đúng một bịch là hết rồi. Còn bịch nó hết rồi chị. Một bịch là hết rồi, còn 50.000. Bà già muốn ăn. Còn cây gừng hay...
Cái bánh lọc ở đây rất là dai nhé quý vị, rất là dai, có trong này nhân tôm, cái vị nó rất là thấm. Rất là nhiều người khách nước ngoài ăn quý vị ạ. Ở đây có ớt này, quý vị ăn thì bỏ thêm. Uống nhiều mình ơi. Anh muốn mía gì không? Hiện tại bây giờ là khoảng 1 giờ chiều. Khách bây giờ đang rất là đông. Đường kính khoảng chưa đầy 1 mét, rất là nhỏ thôi, và cái độ cao này khoảng 25 đó. Ở trong đây thì hành á, tết đi về quê không cô? Dạ về 20 cô và bạn lại. Dạ lần lần ngày mày cô về mùng 1 tết đó hả? Ờ về hơi trễ quá ha, nhưng mà bố trễ. Dạ con ở Huế hả? Dạ con ở Huế. Con đi làm gì? Dạ con đi quay đồ ăn. Quay đồ ăn này đưa lên mạng. Dạ đưa lên những cái mạng nào mà con mềm để quay. Dạ con lấy cái YouTube á, gõ bánh bèo Huế ở chợ Bình Thanh là có. Cái đó là tên nào rồi? Không, trên YouTube á. YouTube là sao vậy? YouTube hả? Dạ. Quá năm có lên giả không? Không. Dạ. Có thể cái giả 20 lâu lắm rồi mà. 7 năm rồi. Dạ. Lên giả bữa nay thịt chi ghẻ chi trắng hết mà. Nhưng mà hàng ngày có bạn hết không? Dạ. Dạ. Nên là không có thể lên giả. Dạ. Bạn không thì mình được nhiều nữa mà. Đang quá năm. Dạ. Hộp vậy hả? Hộp cái gì? Ở đây thì mình thấy là một dĩa là có 3 cái bánh ít. 4 cái. Quay cái này. Không, cái chị này hộp chị B đã. 3 bánh ít, 4 bánh lọc đúng không con? 10 cái bèo. 10 cái bánh bèo. Dạ. Một cây chả. Một cây chả. Là một phần như vậy là 20.000 nha quý vị. Dạ. Ở đây thì cô rắc cái tôm xay á. Rồi có hành. Có ngò chứ. Hành ngò. 117.000 thôi. Chị ơi, chị xuống lấy em luôn đi, cái anh nó đỏ anh qua giao á chị. Cái hai dĩa chị. Dạ luôn. Dạ bánh em 100 miếng xe, chụp nữa là tổng cộng 120 tổng cộng đó chị. Rồi chị xuống lấy em nha, tại nó đỏ thấy là được rồi. Để cho họ cái thứ nè chị An ơi. Lấy gì có gì ông ấy gọi thôi ha. Đi 0938 93 98 85 cho anh vào tính giờ. Ok chưa? Cho anh vào tính giờ. Dạ. Đợi cho anh chị. Đợi cho anh chị.
rất là đông người làm. Bên đây thì có chú à, hai ba chú. Bên đây thì hai cô. Bên bạn mày dơ khó. Tạo ra đường bên bạn. Cho người tạo ra chuyện nó lên khó thôi vậy. Cảm ơn nha. Đây, thank you. Chắc là hai công thông à. Ok. Riết rồi, trong đây ai cũng biết tiếng Anh hết. Tiền quanh 20 rồi. Dạ. Cảm ơn cô. Đây nè, chú lâu ngày quá nè. Tới mùng 1 về hả chú? Tới mùng 1 chú về luôn hả? Dạ. Thuê xe về hay là mình đi máy bay chú? Máy bay. Dạ. Chú cục nhanh quá ha. Đâu, còn gì đó bình thường thôi. Đâu là hạt nữa. Còn là hai tay, tự làm hai chân nữa. Dạ. Còn bằng hai cái chân nữa. Còn bằng hai chân nữa. Đường duyên xịt luôn đó. Dạ, đăng ký 1 phụ 30 giây. Cục bao nhiêu bịch cô? Cục bao nhiêu bịch? 1 phụ 30 giây là cục bao nhiêu bịch? 100 bịch. Được không? Được, chắc được ha. Cho chị cái hộp được không? Con bò chung một cây đi luôn. Bình thường thôi. Riêng hết. Không có làm. Cô có bán một mà. Dạ. Ông một cái cây này đi hả? Cái này là riêng nè. Thấy không? Bánh ít chần riêng. Bánh ít. Bánh bèo riêng. Bánh lọc riêng. Ba cái vô một mâm. Bắt ra cho ta. Dạ. Hai bánh bèo để riêng ra không? Dạ. Ba bánh ít chần để riêng ra. Cái gì cũng riêng hết. Xong rồi vô mâm mới để chung. Bóc cho dễ như vậy. Bóc rồi. Nó bị dính với bánh bèo. Xay như vậy nó khoảng bao nhiêu cải vậy? Không biết nữa, còn làm đại bánh bèo. Dĩa bèo lọc nữa. Ở đây ai làm cũng nhanh hết chứ. Tại làm mấy chục năm rồi mà. Rồi, nếu quý vị có dung muốn vô thử thì đến chợ Bến Thành cửa số 7. Đi vào khoảng 10 mét thôi. Thì sẽ thấy nằm bên tay phải bánh bèo Huế 20.000. 5 mét hả? Dạ. 5 mét thôi. Cô ta nói hơi lộ rồi. 5 mét. Cảm ơn chú, cảm ơn hả? Dạ, cảm ơn.